đây vâng, thì đây là 80 triệu cho nhà được của bác thì cháu cháu thì cháu cho bác xin nhé, may quá cho bác, cảm ơn cháu, số tiền này lớn lắm, thì số tiền này là bác vay ở ngân hàng về để bác chữa bệnh cho bác Nhung, mà bác mà giờ mất số tiền này mà không gặp được những cháu cho xin thì bác cũng không thể nào chữa bệnh được cho bác Nhung khỏi được nữa, thì cũng coi như là số phận. Thế thì bây giờ bác được số tiền này thì coi như là cứu được mạng sống cho bác Nhung rồi, thì bác cảm ơn các cháu nhé, may quá may thế. Anh ơi, xin báo trở lại với chương trình cáo nha. Anh em ạ, thì là ngày hôm nay là mình với Cao Đại đi làm cái video, nhưng mà chưa nghĩ là ít tưởng đi lượn lượn đường anh em ạ. Nên là vô tình đi qua đây thì lại phát hiện ra nó có bọc túi đen đen anh em nhá. Đó, ở ngay trong cái góc này luôn anh em ạ. Thì là ở trong đây nó là tiền anh em ạ. Tại đây dày lắm hậu ơi. Trong đây rất là dày luôn. Hôm nay Cao đi lại vớ tiền đấy, vui không? Nhưng mà không biết là bao nhiêu, có nhiều không? Nhiều sao? Lắm, dày lắm. Vì mình nhìn tiền cũng biết tiền giá thì thật đấy anh em ạ. Mà ngay trong cái bụi này luôn anh em nhá. Hôm nay đi đúng ở ngoài đây. Nên là nhặt được tiền ngoài đây anh em ạ. Vui phết. Phải lại giàu rồi. Đi lang thang những cái chỗ này hay nhặt được tiền lắm. Không biết kiểu gì luôn. Lần trước nó có một đợt nhặt được tiền, nay lại nhặt được tiếp. Nhiều lắm mà ôi, không biết là tiền của ai, tao sợ tiền của ai đấy. Ở ngay trong bọc túi đen nhé. Để chắc thì mới rút được hàng rồi. Ta nhìn đi. Chắc thì mới rút ngân hàng này anh em ạ. Anh nhìn này. Rồi. Anh em này. Một cục luôn này. Toàn 200 đến 500 thôi ôi. Đấy. Không biết là tiền trong còn nữa này. Nhiều lắm. Đây này, chắc là đi mới rút ngân hàng này, thế là nhặt được luôn. Mình anh em nhìn này, nhiều dân nó dày, nó dày cục này anh em này. Dày số chưa? Mình thấy đỏ đấy. Số cái gì đỏ hết, đi đâu cả đặt tiền. Đếm bao nhiêu. Dày em đâu đếm, là tính được cân đâu. Tính cân này, đâu chưa? Cục luôn. Này, dày chưa này. Toàn mệnh, toàn mấy chục triệu. Toàn mệnh giá 200 đến 500 thôi. Đi. Trời ơi, có gì đây này. Cái căn cước công dân này. Hả? Như của người ta hay sao? Như của người ta hay. Tiền của người ta chứ. Thế thì hay người ta đi vay ngân hàng về xong người ta làm rơi hay làm sao nhỉ? Tao biết đây có cái vụ gì. Nguyễn Thị Huệ. Ở gần chỗ mình này, Phượng Hoàng này, mình ăn hương cái này Phượng Hoàng này. Thì như người ta đi qua đây đi. Hay rơi rồi. Hay rơi. Nhưng biết xem nào người ta giàu nhỉ. Nếu mày gặp mày nhà nghèo thì sao? Ủa thế gì? Xem nào trả cho tao không biết. Có cách nào trả đâu nhỉ? Giờ đi xuống xem hỏi nhà thôi. Hỏi nhà xem nào tiền nào. Chứ nhiều tiền thì mình. Nhớ mày mà người ta cần tiền gấp người ta tiêu thì là ấy thì mình người ta cần tiền gấp người ta tiêu thì là mình lại hóa ra người có tội hộ, người có tội. Ví dụ mà người giàu thì mình tiêu thì không sao, nhưng mà đây nhớ mày nhà người ta lại xảy ra chuyện gì, bình thường trong bóng tuyết đen mà người ta đã quên đấy chứ mày nó bị rơi rồi thì mình xem tình như nào lựa thôi. Thế thì tìm cách trả lại người ta thôi. Dày lắm, dày lắm điện ngay trong bọc luôn anh em nhé. Đi đây. Nhưng mà nỗi biết nhà người ta đâu. Bây giờ là mình với Cao Đại đi từ đoạn này, đi đoạn này sau đi ở đây. Nó rơi đúng ở đây anh em nhé. Nó rơi ở đây trong cái bọc nó cuộn ở đúng này, nó cuộn đúng này tiền luôn. Đầu tiên là mình tưởng cái gì, tưởng vật thể lạ hay tưởng gì đó. Rơi đúng ở góc này. Đúng ở góc này luôn anh em ạ. Đúng ở đây. Sau khi đó là hóa ra anh em nhìn đây. Như phát là mình chia sẻ luôn cho anh em phát là nhận được đúng tiền. Ừ. Xong rồi báo lên đây thì tiện là quay luôn. Tiện là xem thế nào luôn. Nhưng mà trong đây phát hiện cái căn cước công dân. Không biết là của ai nữa. Đâu căn cước đâu. Bị kẹp trong tiền đấy rồi. Nhiều này anh em. Nhiều chưa? Tiêu đéo gì đấy. Nhiều lắm này. Dày chưa này, nó dày này. Nó dày cục này. Trời, chắc phải trăm triệu này. Phải tầm trăm triệu ấy. À, không đến nữa này, toàn tiền lẻ thôi. 200 này tầm 60 chục triệu. Sao như tầm 500 luôn này. 6 7 8. Nhiều lắm. Trời, tầm dày không đếm chắc tầm trăm triệu ấy. Tầm trăm triệu ấy. Không biết người ta đi rút về nhiều này làm gì cơ. Mày đéo qua anh. Mày đang đi. Cái căn cước là gì thôi. Anh em ơi, đây căn cước của cái bác này anh em nhé. Mình xuống xem thế nào. Ví dụ mà nhà mà hoàn cảnh khó khăn mà người ta cần tiền gấp thì mình sẽ trả người ta. Còn còn nếu mà nghèo quá thì thôi trả. Còn người ta giàu thì coi như là thành người xin lại. Coi như trời biếu mình đúng không? Ừ, trời biếu mình. Đây, có địa chỉ như thế. Có địa chỉ các bác. Ở Phượng Hoàng đó. Ở Phượng Hoàng gần chỗ mình luôn. Thế thì... Đi xuống xem, hỏi ra. Hay thì xuống ủy ban xã chỗ đi. Trước hết là xem nhà thế nào anh. Đây nhá, hôm nay nhá. Hôm nay đúng thì đi đây, quay chưa kịp làm gì hết. Nhập tiền luôn đây, tiện là quay cho anh em xem luôn.
nếu mà tôi về đi xem hướng gia đình nào đi. Đang ra cái ruộng đồng để quay video. Thế lại nhé. Một cán nặng đi. Đi đội, cất cất cẩn thận ông rơi lại mất của người ta rồi. Ông rơi đi. Anh ơi, anh hỏi đi. Em đi nhà bác này không? Bác này này. Có anh ạ. Bác này ở gần nhà em ở trước kia anh. Đồng bác ấy bị bệnh nặng. Bệnh nặng à? Ở trước kia đây. Cái còn bao nhiêu mét ạ? 100 mét. Cảm ơn nhé. Thế ngay dưới kia hộ. Ngay dưới đây đúng. Hình như cái nhà ấy, cái nhà manh ngoái ấy. Đi. Nhà manh ngoái thế này. Tao đi bảo là bị chồng bác bị bệnh nặng luôn. Bệnh à? Thế chắc nghèo lắm hộ. Bệnh quá, mình gặp một tháng phơi ngày. Thế cầm tiền ông trả bác cái hộ nhé. Đi. Khu toàn nhà giàu luôn. Có về nhà này không? Nó lừa mình rồi. Mẹ bố thằng dành con. Khu toàn nhà giàu luôn. Nhìn đây như biệt phố này nữa. Dưới này, dưới này. À thế không về nhà này. Thế cho cảm ơn bác. Cái nhà mà cái nhà số 4 bên dưới này. Đây có nước cái dây điện ngang rồi đi. Đi. Đứng nhà này điện. Hóa ra không phải. Bây giờ bác cái gió không? Thế chắc ở dưới kia sao nhỉ? Xe bắt kia có phải gì không? Chắc không phải gì đâu, không mất được đâu. Nhưng mà thế đéo là tí ạ. Ở đây toàn nhà giàu ấy. Thằng kia là bọn nhà bác ấy bị bệnh nặng lắm. Mà đây toàn khu nhà giàu ấy. Muốn bảo nhà bác ấy nhà to. Toàn biệt thự. Toàn nhà to. Mà bảo đây là thằng kia là bọn nhà nghèo bệnh mất tất cả. Hay cứ thử đi xem một dưới còn nhà nữa nhỏ. Toàn nhà to, giàu, mấy tầng này. Đi, theo nhà này đi ạ. Hình như này đang đoán thế ạ. Nhà giàu phết đấy, không phải. Mới xây đây, nhà mới xây. Anh nhìn xung quanh thấy toàn nhà giàu ấy. Không, nhà bác ấy nghèo lắm. Chồng bác ấy bị ung thư. Thế anh thì mãi thấy nhà giàu của em dẫn anh đi được. Dạ vâng. Chồng bị ung thư anh em ạ. Thế em đen. Em đen. Ở đây là toàn nhà giàu mà mấy em ở nhà bác ấy nghèo. Tìm nãy giờ không thấy nhà nào nữa cơ. Nhà bác ấy đổi chưa? Nhà đây hả? Cũng nghèo cọc điện. Nhà bác ấy cũng nghèo, nhà bác ấy cũng nghèo. Ok, anh cảm ơn mấy đấy nhé. Chắc thôi. Chào anh ạ. Nhà cũng nghèo thật điện. Thật thì nhà bé tí. Nhà bé tí. Đấy thì mình đã tìm đến nhà bác đấy. Và xong một quãng thời gian nữa rất vất vả thì đây. Đó, thì mình nghĩ là mình tối đi. Tối nay thì mình sẽ đến nói chuyện với bác thôi. Vì nhà bây giờ chưa có ai nhà. À, tao nghĩ là nhà bác không nhà nào, tao nghĩ mất tiền thì bác đi tìm hay sao nhỉ? Thì sao đi tìm thật. Thế phải tối mới qua được rồi. Có thì tối quay lại. Tìm mãi xe thì vất vả tít ở trên kia cơ. Xung quanh đây toàn nhà giàu thôi, toàn nhà giàu mà có mỗi nhà bác này là nghèo nhất anh em nhé. Bác tên là Nguyễn Thị Huệ. Mà người dân người ta bảo là chồng bác ấy bị ung thư thì nhắc mình xuống xem tình như nào đó. Mình nghĩ là thật thôi, đúng không? Tại vì thế là theo linh cảm mà mình chưa biết được. Đi, tối thì quay lại đây nhà bác. Thôi phải hoàn trả tiền cho bác đi. Được chưa? Nhà bác bé tí. Nhà bé tí thôi. Bây tối đến nhá. Đến để xem là lựa làm. Đi trả bác tiền. Chứ tao bảo thật chứ tiền này không về nhỏ đâu. Bọn hắn ấy. Bây tối đến này có gì trả thôi. Tôi đến này hồi giờ bác không có nhà này. Ừ, đến này có gì lựa xem thôi. Anh nghĩ là mới rút tiền xong là bị buồn, bị rơi. Thì tối để trả thôi. Nhà bác hoàn cảnh. Nghèo đây chắc đi vay rồi. Nghèo chắc đi vay nhà này tính tiền thôi. Khổ thân là khổ nhà bác thật ấy. Vay được xong rồi còn nằm rơi nữa. Vay xong nằm rơi kéo đó. Đi đi bà đi, tối này đến nhà bác ấy nhá. Nhiều vết ít hơn. Đi. Ra cái đấy xe, biết mất xe chưa, tìm mãi thế.
Anh em ơi, thì nhân tiện đây mình cũng giới thiệu cho anh em biết là mình có một cậu em trai cũng rất đam mê làm YouTube. Thì em nó mới làm được có vài video thôi. Đây kênh của em là HBC Vlog anh em nhé. Đó. Anh em nào yêu quý mình thì yêu quý lốt em nó thì là bấm lên cái kênh ủng hộ cho em nó. Em nó mới làm nên là mình chia sẻ cho anh em biết là kênh này nó rất là vui và bổ ích nữa. Những video của em nó làm rất là vui và bổ ích nữa anh em ạ. Chuyên về chủ đề giải trí này. Mình nghĩ là anh em hãy nhớ là ghé qua kênh của em nó và xem một vài video, xem nếu cảm thấy hay hãy nhớ là bấm lên cái kênh ủng hộ cho em nó. Em nó mới làm nên là hơi bỡ ngỡ, chưa có nhiều người biết đến anh em nhé. Ok, link kênh của em nó thì mình sẽ đặt vào phần mô tả, phần ghi bình luận. Các bạn nhấn kích vào và xem qua và nhớ là bấm lên cái kênh cho em nó anh em nhé. Bây giờ nhìn lại xem mấy giờ, 7 giờ tối, 9 giờ đêm rồi, 9 giờ tối rồi này. Nhìn 9 giờ tối nha, 20 giờ 50. Tao cứ tưởng hơn 7 giờ cơ, phải nhìn nhầm. Bác ơi, đi làm mới muộn, ngày đi đâu ấy, hôm nay giờ mới đợi, nó mới phi xuống. Bác vâng. Ở nhà này nó bảo lắm này. Cháu đầu tóc này, cháu không nhịn nhợ, không trộm cắp này đâu. Cháu ở đâu? Cháu ở theo ăn lương. Cháu ăn lương hả? Quay bắt được lại nhưng đi đường thì cháu nhặt được cái túi bóng đen. Thì là trong ấy nó có chứa tầm 80 triệu. Chết rồi thì với lại một cái chứng minh nhân dân của bác nữa. Chết rồi thì đây đúng đúng đây đúng mặt bác. Bác xem nào. Đúng mặt bác. Chết rồi thì cháu nhặt được ở đâu đấy? Đây là đường. Thì may quá rồi. Thì cháu nhặt được đây hôm nay cháu bác ra ngân hàng bác vay số tiền là 80 triệu để bác đi chữa bệnh cho bác Giai. Bác Giai thì bác đi mắc bệnh hiểm nghèo. Bác vay số tiền này thì trên đường đi bác chỉ có từ cái chỗ ngân hàng về thôi. Mà bác làm rơi rồi, bác lần cả ngày nay bác lần không thấy. Bác lo mềm hết cả người ra. Bác lo quá, thế bây giờ con nhặt được này cho bác xin. Thế thì may quá rồi, bác cảm ơn đi con nhé. Bác trai đây bác. Bác trai đây con ơi, ôi giời ơi. May quá rồi, cháu nhặt được tiền đây rồi. Rồi cháu nhặt được rồi, cứ lo lắng. Cháu nhặt được tiền rồi, may quá. Bác ổn nào. Là chồng mất đi tiền đây đây là chồng bác là của bác là vay số tiền đấy là để đi chữa bệnh cho bác. Thế nhưng mà bác làm rơi mất thì là ngày hôm nay bác buồn, bác cũng lo lắng và bác như bố là chết rồi. Thế thì bà cứ xem một mấy xem ai có được không. Bây giờ tôi không lần thế đâu cả, mình bây giờ xem thì mình sao tôi nhũng đất mời rồi vay số tiền lớn như thế, thế mà bây giờ mất để chữa bệnh cho ông bây giờ thì làm cách nào. Thế thì bác Nhung cứ động viên bác và bố. Thế thì bà cứ bình tĩnh xem là lên loa trước xem là xem có ai tay được không. Thế nhưng bác muốn con nhận được cho bác thôi. Thế thì bác cảm ơn con nhé. Ôi dồi ôi, may quá rồi. May quá không ạ? May quá. Thế may quá rồi. Cháu vừa giờ cháu đi hỏi xung quanh đây thì thấy bố bác cũng bị bệnh nặng. Cháu xuống đây cháu xem bác là bị bệnh nặng là bác vay số tiền này là để chữa cho bác con Giai. Thế nhưng mà cháu bác lo cả ngày nay là lỗ với người ra vì vay số tiền để đi chữa bệnh, giờ không có tiền không chữa bệnh. Thế thì những con ra đây những lúc mà mày quá cảm ơn những cháu, mày quá mày quá cảm ơn những cháu này. Thế cháu thế cháu hôm nay cháu đi vô tình là cháu đi qua thế cháu nhặt được tiền thì tí bác đếm lại thì đây. Đúng cái túi bóng đen này luôn, ở trong mà nó có cái chứng minh nhân dân này thì cháu của bác đi rồi. Đấy là may quá. Thằng mày thế rồi. Đấy. Nó bác cảm ơn những cháu nhé. Đấy rồi, bác đếm lại. Đúng rồi, đúng số tiền sơ di của bác tôi rồi. Mày cứ còn riêng sư đúng túi của bác đúng không? Thì bác vừa là bác sợ mất cái chở thế bác vừa gói vào cái túi đen này thì là cho nó kín đáo thì bác sợ là bác làm rơi. Thế bác cả tôi về
bác cứ ngấn người ra. Ôi giời, thôi nếu bác rơi bác nhặt cái này là... thế con ở thế thì bây giờ thế này dạ. Cảm ơn lòng tốt của những cháu, thế những cháu con mẹ thương con bố toán nữa, vâng, ở trên ăn lương nữa, thế thì lúc nào mà bác có điều kiện thì bác thôi, một bác... hai hôm nữa bác lên sau thì đây thôi coi bác gửi những cháu thôi. Thôi đây số tiền này bác gửi cho cháu, đây là coi như những cháu nhặt được cho bác là bác mừng lắm mà cảm ơn cháu. Bác cảm lại xong còn đấy. Nay là mày quá ôi giời. Nay bọn cháu đi chơi vô tình bọn cháu lại mày quá, thế bác cảm ơn những cháu nhá. Thế này thì bác nhưng qua khỏi bệnh rồi chứ không có số tiền này giờ bác không vay đâu được mà chữa được cho bác nhung chứ. Ôi giời, may quá ông ạ. Thì bác mới vay ngân hàng. Bác mới vay ngân hàng đây này. Ôi giời, may quá rồi. Bác sếp tiền mà tìm ra thế này ông bác khỏi thế này ngay. Bác khỏi bệnh rồi mày thế chết thế cho những cháu tốt thế rồi thì bác cảm ơn những cháu nhá. Ôi giời, thế thì bây giờ thế này cháu ạ, về số tiền bác còn nguyên bác xếp từng loại nào ra đấy còn nguyên si đây rồi, nhưng đây coi như này bác gửi lại để cho anh em những cháu gọi là bác cái tấm lòng của những cháu đây là bác đối với những cháu là để những cháu, bác cảm ơn những cháu. Đây là bác gửi lại cho cháu. Bác cho những cháu mỗi cháu 20, cho mỗi cháu 20 coi như bác những 80 triệu không. Bây giờ cháu bỏ anh nhá. Thôi thứ nhất là đây là tiền bác vay ngân hàng và bác vẫn còn đang còn phải lo bác trai. Bây giờ bác có thì bác cho cháu một ít thôi. Để cháu xin một ít thôi tại vì cháu làm cho bọn cháu nhặt được tại vì cháu thấy hoàn cảnh nhà bác cũng khó khăn. Nên là cháu không dám nhận đâu. Cháu bảo thôi bác. Cháu không dám nhận đây đâu. Bây giờ bác bảo này hai. Bây giờ tiền bác vẫn còn rất là vay. Bác vay của ngân hàng rất nhiều luôn nên bác cầm đấy bác dùng đi. Còn bác phải lo bệnh, lo tiền thuốc thang cho bác trai nữa. Thôi đằng nào ra hẳn đấy, đây cái tấm lòng của cháu thôi thì bác còn cứ cầm cho bác để bác vui lòng. Thôi bác vay, bác nói bác trai trước bác. Bác cảm ơn những cháu đã cứu được mạng sống của bác chứ bây giờ số tiền này không có thì bác không tài nào bác. Nhưng mà hôm nay là cháu đi tìm xuống tận nhà bác là cháu may quá đấy, tại vì cháu thấy số tiền này cháu nghĩ là bác thì lấy từ ngân hàng ra lại có việc gì mới đấy. Đúng rồi, bác mới mang cả cái này đi cơ mà, vì cả cái này nếu không có cái này thì những cháu không tìm mà bác cũng không tìm thấy mà những cháu không tìm thấy của ai mà những cháu cho xin. Thì thôi thì đây cái tấm lòng của hai bác, những bác cảm ơn những cháu. Bác cho nhiều bác cho lấy một đồng thôi, bác cho cháu lấy một đồng. Bác cho lấy đồng 200 rồi. Bác cảm ơn hai cháu để cháu. Đây đồng 200 đây. Thế này là quý lắm rồi bác. Con cầm đi cho bác bằng lòng, con cầm ít nhiều con cầm đi cho bác bằng lòng. Cháu cầm này được rồi. Không con này. Cháu. Thôi bác nói bác trai nhỉ. Nhà bác còn có việc nhiều việc nữa không? Đấy. Thế thì bác ngại quá, thế thì bác cảm ơn những cháu nhá. Vâng. Bác. Bác trai bị bệnh lâu rồi, bác trai bị bệnh lâu rồi. Thế thì bác cảm ơn những cháu ấy. Thế thì ông Hùi, thế là số tiền đấy những cháu nhặt được 80 triệu rồi. Cháu này là con nhà bố toán, con mẹ thu ở trên ăn lương. Thế thì cháu nhặt được thì cho xin thì đấy là chữa bệnh cho ông cho nhanh khỏi. Thì may quá chứ nếu mà không số tiền này cháu nhặt được mà nó không, tôi không có cái chứng minh kia thì cũng không biết là ai thì là cháu nó cho xin thì là ông cứ yên tâm thôi nhá. Thế may quá rồi, cảm ơn cháu nhá. Thế cảm ơn cháu nhá. Cho tiền những cháu nó không lấy mà nó lại chỉ xin thế này. Ai chăng thôi cho biếu bác. Cho biếu bác một quà. Ôi giời, thế cảm ơn những cháu nhá. Thế lúc nào bác đứng lên gia đình bác nói chuyện sau nhá. Thế cảm ơn những cháu, mày quá. Đây là, thế là bác thì cũng muộn rồi, cháu xin phép cho bé nhá. Thế cháu ở đây chơi nhá. Thôi cháu xin phép. Cháu cho bác xin số điện thoại xem những cháu ở đâu, lúc nào bác lên nhỉ, cháu xem nào. Con cho bác xin số điện thoại xem nào, lúc nào bác hỏi tên là bác lên sau nhá. Bác cảm ơn những cháu mày quá ông rồi bác. Tên cháu để không? Cháu ghi tên cả tên cho cháu chưa? Cháu ghi rồi, chưa? Thế bác cứ gọi điện số này là đến cháu ở. Thế bác thì cũng muộn rồi, cháu xin phép cho mày. Thế những cháu về nhá. Bác nghỉ sớm cháu về nhá. Chào bà nhá. Thế bác cảm ơn những cháu nhá. Vâng, thế hai bác ở nhà cháu về. Thế những cháu về nhá. Vâng, cảm ơn hai cháu mày quá. Bác trai là bác rồi. Cứ thấy ngày xưa bác cứ cười mệt thế mới cho đi khám thì họ mới bảo như thế thì bác muốn thôi thì bây giờ còn người còn của thì bác cũng là thế thì đi tôi đi vay tiền chữa cho ông còn người là còn của thì không có tiền là mất cả người mất cả của thì chứ thì cứ sẽ làm ra bác không ông không lo thì bác cũng yên chí thế là
bác phấn khởi lắm, bây giờ tiền về đi chữa bệnh khỏi lắm. Thế bác cảm ơn những cháu nha. Bác sợ nó tìm đi nhầm nhà, tại vì người ta bỏ đây là không được quá. Đúng rồi, bác khỏe, mấy ba khỏe. Ba khỏe, thì là cho tìm nhầm nhà, tại vì khu này toàn nhà giàu thôi, nên người ta bỏ nhà nghèo thì cho sợ người ta thương người đó. Mỗi mà em bảo sao cho mới tìm được. Con này mỗi mình nhà bác nhỏ nhất, tôi đó là còn nhà ông khỏe ở trên kia, cũng nhà là hai khỏe trên kia. 90 là bao nhiêu năm? Nhà rồi, thế con xuống đường những 30 năm. Cháu lúc bị mất tầm đấy. Đúng rồi, bác cứ lo bố chết rồi, giờ về đấy. Thì giờ đâu có tiền mà chữa bệnh, giờ đã vay ngân hàng mà không vay đâu được thì chết. Khi được cái này bác như cũng yên tâm lắm ở đấy, thì bác sẽ qua khỏi rồi bác cảm ơn những cháu nhé. Bác đến nhà bác cũng nói chuyện với bố với mẹ cháu chưa? Thì những cháu về nhé. Hai bác ở nhà mạnh khỏe cháu về. Thì những cháu về nhé. Bác thay mặt cho cả bác trai nhọc không nói thì là bác cảm ơn những cháu chưa? Bác có số điện thoại đi, bác gọi đến nhà, bác cảm ơn bố mẹ cháu, những cháu nha. Vâng, cho bà bác. Thì cháu bà nha. Cho bà bác. May quá. Không còn gì may bạn đấy rồi. Cảm ơn những cháu nhá. Thì những cháu về nhá. Thì cháu về nhá. Lúc nào bác lên sau chứ. Vâng. Thế là bác cũng gọi đến nhà, đến nơi. Chứ. Đây bác đi ngủ hơi muộn rồi. Thế bác đi về nhá. Cho bà em hai bác. Vâng, cho bà em. Cho bà đâu. Về đi. Về rồi, mày quá. Hôm nay là tiền của bác ấy là mình trả lại bác ấy. Rất là vui. Mừng bác, hai bác thì hiền lành chất phát luôn. Đấy, gì đâu. Bắt đầu tưởng thế nào không? May hôm nay làm việc ý nghĩa. Về đi. Số tiền này mà không biết, mà không tìm lại cho hai bác thì không biết là bác sẽ ra chuyện gì nữa cơ. Đi. Về nhá. Đây anh em nhá, thì là mình thấy là hoàn cảnh của nhà bác ấy là cũng vô cùng đáng thương anh em ạ. Bác ấy thì nhà rất là nghèo, xây từ năm 1990 mà cách đây 30 năm rồi. Anh em nhìn nhà nó rất là cũ và nhà rất là bé. Nhà bác ấy mình nghĩ thì có mỗi cái cổng, mỗi cửa sắt ấy là giá trị nhất của căn nhà ấy. Thì là bác trai của bác bị bệnh rất là nặng. Bây giờ bác ấy bảo là bị ung thư ra ấy. Nhưng mà trông bác ấy gầy lắm anh em ạ. Nhà mình thấy vô cùng. Bây giờ bác ấy là bác ấy cho mình mấy triệu ấy, nhưng mà mình không lấy, mình lấy có 200.000. Tại sao mình lấy 200.000 thì mình lại biếu bác trai ấy. Tại là mình không lấy một đồng nào của bác cả, tại vì bác ấy đang rất là khó khăn anh em nhé. Rất là cần tiền. Hiện tại bây giờ là khoảng tầm 10 giờ đêm thì mình mới về nhà. Thì hôm nay là cảm thấy là một ngày rất là ý nghĩa, đúng không? Mà bây giờ quan trọng hơn là mong cho bác trai khỏi được bệnh. Đúng rồi, bây giờ bác ấy khỏi bệnh là tốt rồi, đúng không? Nghĩ không khỏi là Khó khỏi anh em, không khỏi là. Đấy, nhưng mà nếu ở nhà bác giàu thì thôi xin, nhưng mà tôi nhà bác nghèo thì thôi chả có anh em nhé. Tóm lại là tiền kiếm bao nhiêu tiêu cũng hết anh em ạ. Anh em ơi, hiện tại là cũng muộn rồi, mình cứ về đi ngủ đây. Chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo của cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye. Về ngủ đội, làm việc tốt rất là vui anh em ạ. Cũng giới thiệu cho anh em một cái app, đó chính là Limbark. Anh em nào chưa có yêu, anh em hãy lên đây tải cái app này về. Anh em có thể kết bạn và làm quen với rất nhiều bạn bè ở trên đây. App này anh em này. Đó, anh em này lên đây, kết bạn và làm quen. Mình hiện tại rất có rất nhiều bạn rồi. Cho anh em xem này, rất nhiều gái xinh luôn. Anh em nào mà chưa có người yêu ấy, tải cái app Limbark này anh em nhá. Lên đây là tán gái thôi anh em ạ. Nếu tải cái app này về anh em nhá, Limbark. Link tải thì mình sẽ đặt phần mô tả và phần ghi bình luận. Các bạn cần kích vào tải về và tán gái và kết bạn, giao lưu, làm quen thôi anh em ạ.